Một ngày thường nhật của quân đội Hoa Kỳ bắt đầu như bao ngày khác, khi những chiếc máy bay quân sự vút lên bầu trời từ các căn cứ trải dài khắp thế giới để thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ. Từ vùng Alaska lạnh giá đến Guam xa xôi, từ những chiếc tàu ngầm lặn sâu dưới lòng đại dương đến các đội đặc nhiệm đóng quân trong rừng rậm, mỗi quân nhân đều chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình với sự cẩn trọng và quyết tâm. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những hoạt động thường nhật ấy là một chiến lược rộng lớn và phức tạp nhằm duy trì sự hiện diện và ảnh hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ. Hôm nay, chúng ta hãy cùng ngồi nổ kiến thức khám phá làm thế nào mà quốc gia này có thể duy trì mạng lưới căn cứ khổng lồ của mình. Khi mở rộng lãnh thổ, người Mỹ luôn nghĩ đến việc thiết lập pháo đài trước tiên, hơn là hình thành các khu dân cư hay xây dựng chính quyền địa phương. Họ hiểu rằng những vùng đất mới sẽ dễ dàng bị đối thủ chiếm lấy nếu không được bảo vệ. Ban đầu, Hoa Kỳ thiết lập các tiền đồn như doanh trại Jefferson vào năm 1826 và các căn cứ hải quân ở Boston, Brooklyn và Philadelphia. Vào thế kỷ 19, Hoa Kỳ giống như một liên minh lớn gồm nhiều quốc gia nhỏ, khiến chính phủ phải bố trí căn cứ quân sự tại các địa điểm quan trọng để bảo vệ trật tự và ổn định. Các cuộc xung đột tại khu vực đất Mexico đã thuộc về Hoa Kỳ và chiến tranh da đỏ là nguyên nhân dẫn đến việc tạo ra các thành trì quân sự quan trọng như pháo đài Sioux ở Oklahoma, pháo đài Sam Houston ở Texas và pháo đài Riley ở Kansas. Sau đó, chiến tranh Tây Ban Nha Mỹ năm 1898 xảy ra. Hoa Kỳ được quân đội chiếm đóng tại các thuộc địa với tham vọng trở thành một đế quốc hải ngoại. Điều này đã được thể hiện rõ khi chiến tranh kết thúc. Thông qua Hiệp ước Paris, Hoa Kỳ mua lại Guam, Philippines và Puerto Rico. Trước đó, quốc hội nước này đã do dự khi phải chi một khoản tiền lớn để thiết lập lại trật tự tại những nơi mà Hoa Kỳ đã chiếm đóng, cho dù dưới bất kỳ hình thức nào. Gần 50% trong tổng số 200.000 binh sĩ của quân đội Hoa Kỳ đã được điều động từ các đơn vị vệ binh quốc gia. Lực lượng dự bị bao gồm các công dân được huấn luyện quân sự để huy động khi cần thiết, thường có nghề nghiệp dân sự và chỉ tham gia huấn luyện quân sự định kỳ, tương tự với lực lượng dân quân ở Việt Nam. Trong bối cảnh lúc đó, số lượng pháo binh và sự hiện diện hải quân của Mỹ vẫn chưa sánh bằng các cường quốc như Anh, Đức và Pháp. Pháp duy trì lực lượng hải quân gấp 1,26 lần Hoa Kỳ, Đức gấp 1,4 lần và Anh gấp 2 lần. Giả sử trong ba nước này tấn công bờ đông Hoa Kỳ, xứ sở cờ hòa chắc chắn sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn và nguy cơ thất bại cao. Vào đầu thế kỷ 20, căng thẳng với Tây Ban Nha buộc Hoa Kỳ phải xây dựng một căn cứ quân sự lâu dài ở Cuba, Hawaii, Guam và khu vực kênh đào Panama. Điều này không chỉ giúp bảo vệ các tuyến đường thương mại với đồng minh mà còn củng cố vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Đến Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ đã xây dựng nền móng vững chắc để trở thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới. Hai căn cứ trong nước là Fort Benning ở Georgia và Fort Bragg ở Bắc California trở thành những trung tâm đào tạo quân sự lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, một điều khó tin là vào thời điểm đó, Hoa Kỳ vẫn đặt mục tiêu phát triển nội địa, hạn chế giao thương quốc tế. Cho đến cuối những năm 1930, phần lớn người dân Mỹ theo chủ nghĩa biệt lập chỉ muốn tham gia vào hoạt động kinh tế trong nước. Ban đầu, chính phủ Mỹ tập trung nguồn lực cho kinh tế, nhưng sau đó họ nhận ra tầm quan trọng của việc củng cố quân sự. Các căn cứ quân sự ở San Diego, Los Angeles và Trân Châu Cảng được xây dựng thêm. Trong đó, Trân Châu Cảng đóng vai trò cửa ngõ chiến lược, cho phép Mỹ triển khai lực lượng đến các khu vực khác trên thế giới, tăng cường sự hiện diện quân sự và bảo vệ lợi ích quốc gia. Trong khi đó, đế quốc Anh kiểm soát 57 thuộc địa và vùng lãnh thổ, chiếm 20% dân số thế giới. Năm 1940, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã đàm phán với Anh, dẫn đến việc ký kết thỏa thuận đổi tàu khu trục lấy căn cứ, một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quân sự toàn cầu của Hoa Kỳ. Nếu chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha và Thế chiến thứ nhất là tia lửa nhen nhóm việc xây dựng căn cứ quân sự rộng khắp, thì thỏa thuận đổi tàu khu trục lấy căn cứ chính là ngọn lửa bùng cháy, khẳng định sức mạnh của Hoa Kỳ. Đợt mở rộng lớn này cho phép Mỹ thuê 8 căn cứ không quân và hải quân của Anh tại Newfoundland, Bermuda, Guyana thuộc Anh và 5 hòn đảo quan trọng ở Caribe, bao gồm The Bahamas, Antigua, Saint Lucia, Jamaica và Trinidad trong 99 năm. Ngày 2 tháng 9 năm 1940, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill đã đạt được thỏa thuận quan trọng này, với Mỹ cung cấp cho Anh 50 tàu khu trục cũ để đổi lấy quyền sử dụng các căn cứ hải quân của Anh.
Thỏa thuận này cùng tuyên bố Aleutian Charter ngày 14 tháng 8 năm 1941 không chỉ đặt nền móng cho mối quan hệ quân sự giữa Anh và Mỹ, mà còn thiết lập các mục tiêu chung cho thế giới sau Thế chiến thứ hai, hướng tới một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Dù Hiệp ước Versailles năm 1919 cấm Đức chế tạo và sử dụng tàu ngầm, Hitler vẫn tiếp tục sản xuất từ năm 1935, khiến chiến tranh tàu ngầm trở thành mối đe dọa lớn. Với 1.162 tàu ngầm sẵn sàng tấn công, Mỹ với nguồn lực tài nguyên dồi dào đã xây dựng các căn cứ tại Brazil, Maroc, Azores, Iceland và Anh nhằm ngăn chặn tàu ngầm phe trục, bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng. Sự trợ giúp của Mỹ là yếu tố then chốt giúp các lực lượng đồng minh tiếp tục chiến đấu. Ở Thái Bình Dương, Nhật Bản chiếm đóng nhiều khu vực quan trọng như Philippines, New Guinea, Guam và các cảng quan trọng khác. Mặc dù không mạnh bằng Đức, Nhật Bản đã đánh chìm 1 triệu tấn nguyên liệu của quân đồng minh, làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Hoa Kỳ nhanh chóng thiết lập thêm căn cứ quân sự ở Úc, New Zealand, Bắc Phi, Trung Quốc và nhiều quần đảo ở Thái Bình Dương, nhưng vẫn đối mặt với khó khăn về hậu cần. Việc xây dựng căn cứ để hỗ trợ và huấn luyện hơn 11 triệu quân nhân là cần thiết nhưng không dễ dàng. Những căn cứ quân sự chung ra đời như một cách để quân đồng minh chia sẻ gánh nặng và bảo vệ vị trí quan trọng. Khi phe trục đầu hàng vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, quân đồng minh nhận thấy đây là cơ hội để thiết lập lại trật tự thế giới. Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô cùng nhau phân chia chiến lợi phẩm, bắt đầu bằng việc Đức chia thành 4 khu vực chiếm đóng. Liên Xô chiếm đóng Đông Đức, phần phía Tây do các nước còn lại quản lý. Riêng thủ đô Berlin, dù về mặt địa lý thuộc quyền kiểm soát của Liên Xô, cũng bị chia thành 4 phần tương tự. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, những bóng mây lo âu bắt đầu che phủ phương Tây dưới sức mạnh ngày càng tăng của Liên Xô. Dù nhiều binh lính đã trở về nhà, lực lượng thường trực của Liên Xô vẫn được cho là gấp 10 lần phương Tây. Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ nổi lên như một người lãnh đạo mới của phương Tây, gánh vác trách nhiệm phòng thủ nặng nề. Tin tức lan truyền rằng Liên Xô có thể triệu tập 8 triệu quân chỉ trong vòng 1 tháng, khiến nỗi lo lắng ngày càng gia tăng. Ngày 5 tháng 3 năm 1946, tại Đại học Westminster ở Fulton, Missouri, Thủ tướng Anh Winston Churchill đã có bài phát biểu chấn động. Ông cảnh báo các mối đe dọa từ Liên Xô và sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản tại châu Âu. Churchill mô tả một bức màn sắt đã được buông xuống châu Âu, chia cắt Đông và Tây, và kêu gọi các quốc gia phương Tây phải liên minh mạnh mẽ để đối phó với mối đe dọa này. Chính tại đây, chiến tranh lạnh đã chính thức bắt đầu, mở ra một chương mới đầy thách thức và bất ổn trong lịch sử thế giới. Những lo ngại về cuộc tấn công từ Hồng quân Liên Xô trong thập kỷ tới đã thúc đẩy nhu cầu triển khai ngay lập tức các căn cứ phòng thủ. Được xem là điểm dễ tổn thương nhất, khu vực Fulda giữa Đông và Tây Đức, với địa hình bằng phẳng, trở thành mục tiêu tiềm năng cho cuộc tấn công xe tăng từ phía Đông. Không chỉ cảnh báo, phương Tây bắt đầu thực hiện chính sách ngăn chặn nhằm đối phó với mối đe dọa này, cho rằng đây là điều cần thiết để bảo vệ nền tư bản của châu Âu trước cơn bão từ phía Đông. Người dân phương Tây được tuyên truyền về sức mạnh của Liên Xô, sẵn sàng cầm súng chống lại thế lực đang lớn mạnh. Càng chính phủ mới được thành lập, đặc biệt là Tây Đức, gặp khó khăn kinh tế và mong muốn Hoa Kỳ xây dựng căn cứ quân sự và đại sứ quán. Vào thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ có hơn 200 cơ sở quân sự dọc bức tường Berlin. Các quốc gia châu Âu giáp danh Liên Xô như Ba Lan, Bulgari, Hungary, Romania kêu gọi sự trợ giúp từ Hoa Kỳ, tin rằng sự hiện diện quân sự của cường quốc này sẽ mang lại an toàn cho chính họ. Điều này có lẽ không còn quá đúng cho đến ngày nay. Những thập kỷ sau chiến tranh thế giới thứ hai chứng kiến sự bùng nổ trong việc thiết lập căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Triều Tiên và sự hợp tác mật thiết với Nhật Bản. Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược SAC tăng số lượng căn cứ máy bay ném bom từ 19 lên 30 nhằm bảo vệ các lãnh thổ rộng lớn. Các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ lo ngại rằng những căn cứ ở Greenland, Libya, Anh, Tây Ban Nha, Maroc, Hàn Quốc và Philippines sẽ dễ dàng bị hủy diệt nếu Liên Xô tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Do đó, việc xây dựng thêm căn cứ hiện đại là vô cùng cần thiết. Sau cuộc chiến tại Việt Nam, số lượng căn cứ mới gia tăng đáng kể, với những ví dụ tiêu biểu như Okinawa, Guam và Luzon trong chiến lược đế chế căn cứ. Bước vào thế kỷ 21, dầu mỏ trở thành mối quan tâm hàng đầu của Mỹ. Tháng 5 năm 1990, tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Ả Rập ở Baghdad, Tổng thống Iraq Saddam Hussein cáo buộc các nước Ả Rập sản xuất dầu mỏ vượt hạn mức, làm giảm giá dầu thô toàn cầu và gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iraq. Ông yêu cầu các chính phủ Ả Rập xóa nợ hơn 10 tỷ USD cho Baghdad và lên án cuộc khai thác dầu trái phép ở Rumaila. Sau nhiều nỗ lực hòa giải không thành công,
vào ngày 2 tháng 8 năm 1990, Iran phát động tấn công vào Kuwait. Sau 2 ngày giao tranh dữ dội, lực lượng vệ binh Cộng hòa Iraq đánh bại quân đội Kuwait, buộc họ phải chạy sang Ả Rập Xê Út và Bahrain. Cuộc tấn công này kích hoạt một làn sóng triển khai quân sự tại Vịnh Ba Tư với liên minh 42 quốc gia do Mỹ dẫn đầu. Số lượng căn cứ quân sự của Mỹ tiếp tục gia tăng, chứng tỏ tầm quan trọng trong việc đẩy lùi quân Iraq và giải phóng hoàn toàn Kuwait. Đây là thời kỳ mà việc xây dựng căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn cầu đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, khi chiến tranh lạnh kết thúc vào những năm 1990, nhiều người đã đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của những căn cứ này. Những căn cứ mới ở Okinawa, Guam, Luzon và các nơi khác không chỉ đơn thuần là những cơ sở quân sự, mà còn là biểu tượng của sức mạnh và ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ. Những đêm dài trong chiến hào lạnh lẽo ở Fundagap, những tàu khu trục rẽ sóng tại Greenland và những chiến đấu cơ gầm rú trên bầu trời Tây Ban Nha, tất cả đều minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ tự do và nền dân chủ. Nhưng cùng với đó, việc duy trì và vận hành một mạng lưới căn cứ khổng lồ trên toàn cầu cũng đặt ra những thách thức lớn về mặt tài chính và chiến lược. Liệu những căn cứ này có thực sự cần thiết khi thế giới đã bước sang một kỷ nguyên mới với những mối đe dọa và cơ hội khác biệt? Đó là câu hỏi mà nhiều nhà lãnh đạo và chiến lược gia phải đối mặt khi thế kỷ 20 khép lại và một chương mới bất định mở ra. Thời kỳ hoàng kim của các căn cứ quân sự Mỹ dường như đang dần phai nhạt khi sự ủng hộ toàn cầu về việc dỡ bỏ các cơ sở này đạt mức cao chưa từng có. Những lời phàn nàn về việc quân đội Hoa Kỳ sở hữu quá nhiều căn cứ trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết. Một số căn cứ như Clark Air Base, Vịnh Subic ở Philippines đã nhanh chóng bị rút quân sau sự cố núi lửa Pinatubo vào năm 1991. Với những nơi khác, ví dụ như là Okinawa, vẫn gặp nhiều trở ngại. Nhưng vấn đề tranh cãi về tội phạm liên quan đến các căn cứ của Hoa Kỳ cũng không phải là vấn đề xa lạ. Nhật Bản vẫn là nơi có nhiều căn cứ quân sự nhất của Hoa Kỳ. Và Okinawa lại chính là nơi tập trung nhiều căn cứ và binh sĩ Hoa Kỳ nhất tại Nhật Bản, với ước tính khoảng 26.000. Chính vì điều này, những bê bối liên quan đến tấn công tình dục tại đây cũng vô cùng lớn và nghiêm trọng. Vào năm 1995, ba binh sĩ Hoa Kỳ đã bắt cóc và tấn công tình dục với nạn nhân là một bé gái Okinawa mới 12 tuổi, khiến 80.000 người tham gia biểu tình. Vụ Rina Shimabukuro 2016, vụ nữ sinh 14 tuổi vào Giáng sinh 2023, hay mới nhất là vụ xảy ra vào tháng 5 năm 2024. Nhưng đau xót hơn là chính quyền Nhật Bản lại ngó lơ những vụ án như vậy, mặc cho những người dân và chính quyền Okinawa lên tiếng gay gắt suốt hàng chục năm. Guantanamo Bay không chỉ là một căn cứ quân sự, mà còn là biểu tượng đen tối của nhân loại, nơi các vi phạm nhân quyền diễn ra như những bóng ma ám ảnh. Những câu chuyện về tra tấn và đối xử tàn bạo với tù nhân như trở lại thời kỳ Trung Cổ đã làm rung chuyển lương tri của cả thế giới. Năm 1933, như một vở kịch định mệnh, phong trào cách mạng đã lật đổ chế độ độc tài Gerardo Machado dưới sự hỗ trợ ngầm của Hoa Kỳ và đưa Fulgencio Batista lên vũ đài quyền lực của Cuba. Chính phủ mới của Batista không chần chừ mà ký ngay thỏa thuận cho thuê cảng Guantanamo vô thời hạn với Hoa Kỳ, như một cuộc bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ. Dù sau này những bánh xe cách mạng tiếp tục quay và Batista bị lật đổ, Cuba vẫn không thể nào lấy lại được căn cứ này. Theo điều khoản năm 1934, việc thuê đất chỉ có thể chấm dứt khi cả hai bên cùng đồng ý hoặc khi Hoa Kỳ tự nguyện rút quân và từ bỏ căn cứ. Điều này có nghĩa là trừ khi Hoa Kỳ tự nguyện từ bỏ, Cuba sẽ mãi mãi không thể lấy lại bằng con đường hòa bình. Đây chính là một pha bán rẻ lãnh thổ quốc gia không thể cay đắng hơn. Dù Batista và gia đình có nơi tị nạn tại Hoa Kỳ và Cộng hòa Dominica sau khi bị lật đổ tại Cuba, Guantanamo ngày nay vẫn như một con dao găm dí mũi nhọn vào thằng ít hầu của Cuba. Xa xôi hơn giữa lòng Ấn Độ Dương, Diego Garcia nổi lên như là một vết nhơ trong lịch sử. Năm 1968, khi Hoa Kỳ chuẩn bị xây dựng căn cứ quân sự tại đây, toàn bộ 2.000 cư dân Chagosian đã bị buộc phải rời khỏi quê nhà. Không một đồng đền bù, không một lời an ủi, họ bị đẩy lên thuyền như những linh hồn lưu lạc trôi dạt đến Mauritius và Seychelles, hoặc lên thuyền hoặc phải đối mặt với cái chết. Lựa chọn tàn nhẫn đến mức nào? Cuộc sống mới của họ tại nơi định cư là một cuộc đấu tranh không hồi kết với nghèo đói, thất nghiệp và sự kỳ thị. Câu hỏi rằng căn cứ nào nên được dỡ bỏ và căn cứ nào cần duy trì ngày càng trở nên gay gắt. Từ khoảng 1.600 căn cứ, Hoa Kỳ đã giảm hơn một nửa số cơ sở quân sự của mình, chỉ còn 750 căn cứ vào năm 2022. Và con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm. Trên mạng xã hội, những căn cứ bỏ hoang trở thành chủ đề nóng, từ pháo đài Manso từ Thế chiến thứ hai trên cửa sông Thêm, căn cứ trên đảo san hô Calama, đến hạm đội tàu mà ở vịnh Suisun, California. Việc dỡ bỏ các căn cứ này không chỉ gây ra những biến đổi về an ninh
mà còn tác động tiêu cực đến môi trường như ô nhiễm nước từ hạm đội tàu mà hay rò rỉ chất thải ở Greenland. Những căn cứ bỏ hoang đôi khi bị chiếm giữ bởi các tổ chức thù địch như Taliban, làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh. Việc phá hủy hoặc chuyển giao căn cứ đã diễn ra từ những năm 1950, nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xây dựng thêm nhiều cơ sở mới. Không chỉ Mỹ, các cường quốc khác cũng có mạng lưới căn cứ quân sự trải khắp thế giới. Vương quốc Anh sở hữu 145 căn cứ tại 42 quốc gia. Nga có 21 căn cứ và Trung Quốc cũng xây dựng nhiều căn cứ chiến lược. Mặc dù Hoa Kỳ đã giảm số lượng căn cứ quân sự, nhưng số quốc gia có căn cứ của Mỹ lại tăng gấp đôi, từ 40 lên 80 quốc gia trong thập kỷ qua. Điều này cho thấy, dù có giảm số lượng, tầm ảnh hưởng và sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trên toàn cầu vẫn không hề suy giảm. Ba yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng các căn cứ quân sự tương lai của Hoa Kỳ là dư luận, an ninh kinh tế và sự minh bạch của chính phủ. Hiện tại, chủ nghĩa hiện thực phòng thủ đang thịnh hành trong lòng công chúng Mỹ, chi phí sinh hoạt tăng cao và Quốc hội bắt đầu phản đối việc viện trợ cho các vùng xung đột. Nhiều báo cáo từ các khu vực đông dân cư cho thấy tình trạng thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe và lực lượng an ninh ngày càng nghiêm trọng. Người dân Mỹ đang phải hy sinh nhiều quyền lợi để chính phủ tập trung vào cuộc chạy đua vũ trang. Có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến nhiều căn cứ quân sự hơn tại các bang để đối phó với tình trạng bất ổn công cộng. Tiền bang có vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Kể từ khi Tổng thống Nixon từ bỏ chế độ bản vị vàng, đồng đô la Mỹ trở thành đồng ngoại tệ mặc định cho phần lớn các giao dịch quốc tế. Mặc dù đã có những phong trào phi đô la hóa, nhưng sự thay thế đáng tin cậy cho đồng đô la vẫn còn thiếu. Các tuyến thương mại nước ngoài có vẻ vẫn là mối lo ngại đối với người dân. Nhưng nếu các con đường này bị chặn lại, toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ bị tê liệt. Djibouti, một quốc gia nhỏ nằm đối diện với Yemen qua eo biển Bab al-Mandab, là một ví dụ. Eo biển này là con đường duy nhất để vận chuyển dầu mỏ từ Biển Đỏ đến vịnh Aden và nối với kênh Suez vào Địa Trung Hải. Nếu tuyến đường này bị chặn, một lượng của cải khổng lồ sẽ bị mất đi. Do đó, nhiều quốc gia như Mỹ, Ý, Trung Quốc, Pháp và Nhật Bản đã đặt căn cứ quân sự tại đây. Hoa Kỳ sẽ không từ bỏ bất kỳ căn cứ quân sự nào mang lại lợi ích cho họ. Điều này dẫn đến vấn đề về tính minh bạch. Không ai biết chính xác có bao nhiêu căn cứ quân sự đang tồn tại. Chính phủ Hoa Kỳ không quá quan tâm đến việc chia sẻ thông tin này và thường điều hướng dư luận. Ngay cả Lầu Năm Góc cũng phải dựa vào cơ sở dữ liệu của học giả David Vinay để chia sẻ về số lượng căn cứ quân sự ở nước ngoài đang hoạt động. Cơ sở dữ liệu này là một phần công trình nghiên cứu của Vinay, ghi lại và phân tích chi tiết sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Chính phủ có thể sử dụng tài liệu này để tránh công bố hồ sơ quân sự tuyệt mật. Nếu ngoại giao thất bại, sự hiện diện quân sự dường như là sự lựa chọn tốt nhất để duy trì trật tự thế giới. Các hoạt động xây dựng và nâng cấp căn cứ quân sự của Hoa Kỳ có khả năng sẽ gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới ngày càng căng thẳng.